Trên dãy Trường Sơn có một con đường huyền thoại, đường 20 quyết thắng. Con đường được làm nên bởi những con người có tuổi đời mới vừa tròn 18 đôi mươi. Con đường đã đi vào lịch sử dân tộc như một kỳ công, kỳ tích, kỳ quan, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng độc lập, niềm tin tất thắng của cả dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Trường Sơn đông nắng tây mưa, ai chưa đến đó như chưa rõ mình. Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, đường 20 quyết thắng là con đường của sự đoàn kết, con đường rộng mở đến tương lai. Rời trung tâm xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, xe chúng tôi men theo dòng sông Son đầy thơ mộng. Con sông vẫn hàng ngày đưa du khách đến với Đồng Phong Nha, Đồng Tiên Sơn. Xe chạy chừng hơn một cây số thì rẽ trái đi vào con đường 20 quyết thắng. Theo bảng chỉ dẫn đường thì đây là km số 0, điểm khởi đầu của con đường huyền thoại năm nào. Đường 20 quyết thắng nay còn được gọi là đường tỉnh lộ 562. Trong năm 2012, con đường được nâng cấp mở rộng từ km số 0 đến km 61 do Bộ Quốc phòng và Sở Giao thông Vận tải Quảng Bình phối hợp đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 300 tỷ đồng. Trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước, con đường càng có ý nghĩa quan trọng hơn bao giờ hết. Nó rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, nối liền những bản làng vùng cao heo hút dọc đường 20, tạo điều kiện trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, là con đường xuyên qua di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Xe đi dưới những tán cây rừng rợp bóng con đường. Đến km số 9, chúng tôi dừng chân ở vườn thực vật. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đây là nơi lưu trữ các mẫu vật khô về các loài động thực vật quý hiếm mang đặc trưng của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học và diễn giải môi trường. Nơi đây còn có một số mẫu vật về địa chất địa mạo của Phong Nha Kẻ Bàng. Mẫu vật của loài san hô bốn tia là bằng chứng khoa học về hệ thống địa chất địa mạo cổ hình thành cách đây trên 400 triệu năm mà ít nơi có thể tìm thấy được. Tại nhà trưng bày hiện vật, chúng tôi còn nhìn thấy các bản mẫu của loài vọc Hà Tĩnh, trà vá, mèo rừng hay các loài cá ở khe suối Phong Nha. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu vườn thực vật, anh Lê Thuần Kiên, một cán bộ của Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng cho biết. Vườn thực vật là một khu rừng tự nhiên có diện tích trên 40 hectare. Khu rừng có nhiều dòng suối, thác nước đan xen như cảnh quan của một vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng thu nhỏ, rất hấp dẫn với du khách ưa khám phá, đi picnic, nghỉ lại giữa rừng sâu hoang vu, ngắm động vật ăn đêm. Vườn thực vật có 6 điểm tham quan chính bao gồm thác gió, hồ vàng anh, nhà trưng bày mẫu vật, đường mòn diễn giải, vườn ươm cây giống và phân khu các rừng cây quý hiếm. Trên quãng đường hơn 3 km đi quanh khu vườn, chúng tôi nhận thấy nhiều phân khu giữ nguyên hiện trạng mang tính đặc trưng cho các hệ sinh thái rừng nguyên sinh có tại vườn quốc gia. Tại đây có các quần thể lim xanh, huỳnh, gù lau, tàu đá tự nhiên hoặc tái sinh sau khai thác.
các quần thể chim hồng hoang và các loài động vật sống khác như khỉ, nhím, giòn hay trăn gấm tại khu nuôi dưỡng và cứu hộ động vật. Khu vườn đang là điểm đến của nhiều du khách nước ngoài khi đến tham quan và nghỉ dưỡng tại vườn quốc gia. It's beautiful here, the jungle and the park and the work they do. Thực sự rất là tuyệt vời, chúng tôi có trải nghiệm rất là tốt. Thông qua những ngày trekking ở đây đi bộ trong rừng, thì cái vườn thực vật và trung tâm của hồ là những nơi mà có thể mang đến những cái nhìn tốt hơn về công tác bảo tồn ở phong nha cái bảng. The jungle stays here. And yeah, it's a really unspoiled jungle still, so it's nothing. Thực sự là rất là một trải nghiệm tuyệt vời. Chúng tôi đã trải qua những cái thời gian đi bộ trong rừng và được xem những cái tức là khu rừng mà nó rất là nguyên sinh, không có tác động của con người. Những cái hoạt động của các bạn ở đây rất tốt và rất là hữu ích. Nên nhiều người đến đây hơn và để xem, để biết vẻ đẹp tiềm ẩn của cái vườn quốc gia của các bạn. Nằm cuối con đường mòn diễn dài giữa vườn là thác gió, một nhánh suối chảy từ rào thương, len lỏi qua những tán rừng nguyên sinh, xuyên qua những lèn đá, rồi bất ngờ đổ xuống sườn dốc, tạo nên một con thác nhỏ, có cao độ chừng 30 mét, nước trong xanh, tung bọt trắng xóa trên những phiến đá phẳng lì. Có lẽ thác gió không hùng vĩ như những con thác mà ta từng bắt gặp ở đâu đó trên những nẻo đường đất nước. Nhưng thác gió sẽ cho chúng ta tận hưởng sự trong lành đến tinh khiết của thiên nhiên. Tiếng thác như một bản hòa ca của núi rừng Trường Sơn. Làm công việc gìn giữ và bảo tồn sự đa dạng sinh học ở điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường, vườn thực vật, phải kể đến đội ngũ cán bộ, kỹ sư trẻ của Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Họ ngày ngày lăn lộn, cùng ăn, cùng ngủ, cùng thức với núi rừng, để cùng chung một chỉ hướng nuôi dưỡng những mầm xanh trên vương quốc hang động này. Quan sát từng chiếc lá, vun sới, nâng niu từng ngọn cỏ cành hoa, là công việc hàng ngày của kỹ sư lâm nghiệp trẻ Lê Thuần Kiên, cũng như những cán bộ kỹ sư làm việc tại vườn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Kiên đã xin lên vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công tác. Ấy vậy mà đến nay, anh cũng đã có hơn 10 năm gắn bó với vùng đất này. Trong thời gian qua, Kiên đã cùng với các đồng nghiệp của mình tập trung nghiên cứu sự đa dạng về thành phần cây thuốc tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và đã đưa về tại vườn thực vật hơn 450 loài thực vật bậc cao có mạch, trong đó có 166 loài cây lấy gỗ, 198 loài cây thuốc quý có giá trị, với 16 loài quý hiếm nằm trong sách đỏ Việt Nam cần được bảo tồn. Anh Kiên cho biết, sau khi phát hiện ra cây thuốc, cả nhóm lập tức khoanh vùng, hái lá mẫu về nghiên cứu, đối chiếu với sách vở, xem cây đó thuộc loài cây gì, có tác dụng gì trong điều trị bệnh. Từ đó mang các cây con về vườn ươm, nhân giống theo phương pháp sinh sản vô tính, dâm hom, rồi lại nhân giống ra tự nhiên. Thực hiện nhiệm vụ về bảo tồn các cái loài sinh vật, trong đó phải nói đến các cái loài cây thuốc. Thì trước mắt thì chúng tôi là tổ chức là điều tra, nghiên cứu, tìm hiểu ở ngoài thực địa. Thì những cái loài mà mình chưa biết rõ thì chúng tôi thu thập mẫu vật và về đối chiếu với các tài liệu liên quan để xác định được tên loài, thống kê các cái loài nguy cấp, quý hiếm, ưu tiên nhân giống, bảo tồn, nguồn gen. Hiện nay, bên cạnh việc nhân giống và trồng bổ sung các cây giống bản địa, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đang tập trung xây dựng vùng dược liệu ngay tại vườn thực vật và đã xây dựng được 1 hecta vườn giống hữu tính loài dồi ăn hạt, 1 hecta vườn giống sa nhân tím, 30 hecta rừng giống chuyển hóa loài re gừng và nhiều diện tích cây hà thủ ô đỏ, ba kích tía, dạo cổ lam, bình vôi,
cây sâm alibat, bách bệnh. Qua bàn tay vun sới của những con người chịu thương chịu khó, gắn đời mình với núi rừng Phong Nha, mà mỗi cành cây, nhành hoa đang đâm chồi nảy lộc, mang lại màu xanh của sự sống vĩnh hằng. Vườn hiện đang tập trung nhân giống nhiều loài cây thực vật có giá trị như sao đen, muồng hoa đào, trắc, thông đỏ, bách xanh, trầm hương, vân vân, vừa tạo bóng mát, vừa làm nơi lưu giữ bảo tồn các nguồn gen quý. Hàng năm có 20 đến 30 loài cây được trồng bổ sung, tăng thêm tính đa dạng sinh học tại khu vườn này. Không quản ngày ngày nắng cũng như ngày mưa, hễ nơi đâu có thông tin về các loài sinh vật đang bị xâm hại, động vật hoang dã bị thương, bị săn bắt, thì anh Trần Ngọc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, cùng những cộng sự của mình khẩn trương có mặt, ngăn chặn săn bắt và đưa những cá thể bị thương, bị ốm đau, bệnh tật về trung tâm tận tình cứu chữa, chăm sóc. Anh Ngọc Anh cho biết, do mới được thành lập nên trung tâm còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị kỹ thuật. Anh đã chủ động liên lạc, phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước tại Trung tâm Cứu hộ Động thực vật Hoang dã Cúc Phương, Tổ chức Động vật Châu Á AFF, Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã VWIR, trao đổi kinh nghiệm tác nghiệp thú y, chăm sóc động vật hoang dã. Nhờ ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị bệnh mà công tác cứu hộ ngày càng có hiệu quả và đạt theo thông lệ quốc tế cũng như an toàn thú y. Trong 5 năm qua, trên 300 cá thể, chủ yếu là những loài thuộc các nhóm linh trưởng, rùa, cây đã được trung tâm tiếp nhận và cứu hộ. Sau thời gian điều trị tại hai khu cứu hộ là khu cứu hộ động vật hoang dã và khu nuôi thả linh trưởng bán hoang dã núi đôi, số động vật được thả lại vào tự nhiên đạt tỷ lệ thành công cao. Mục đích chính của chúng tôi là đưa đặt ra đó là tất cả các loài động vật được tiếp nhận, chúng tôi chăm sóc, điều trị và phục hồi tập tính và trả nó lại về môi trường tự nhiên. Nó phải có thể hòa nhập được với môi trường tự nhiên và có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên, có sự giám sát, kiểm soát của cán bộ kiểm lâm. Những việc làm thầm lặng ấy của những cán bộ, kỹ sư, bác sĩ nơi đây đang ngày một tiếp thêm sức mạnh trong việc bảo tồn và giữ gìn sự đa dạng sinh học. Với hình thức du lịch sinh thái kết hợp diễn giải môi trường, vườn thực vật không chỉ đem đến sự trải nghiệm thú vị cho du khách, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học cho nhiều người. Trong cái thời gian tới thì cái định hướng của trung tâm tập trung vào cái nỗ lực để mà làm tốt hơn cái công tác cứu hộ các loài động vật hoang dã và đưa vào khai thác sử dụng một cái khu cứu hộ mới, đủ cái năng lực để mà cứu hộ, bảo tồn các loài động vật của khu vực miền Trung này. Thứ hai nữa là đó là tập trung để mà làm tốt cái công tác là nghiên cứu nhân giống, bảo tồn các cái loài thực vật quý hiếm của vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đặc biệt là các loài bản địa, thực hiện tốt hơn cái công tác giáo dục, nâng cao nhận thức bảo tồn cho người dân địa phương. Chia tay vườn thực vật, chúng tôi tiếp tục đi trên con đường 20 quyết thắng ngược lên phía thượng ngàn núi rừng Trường Sơn. Theo lịch trình, điểm đến của chúng tôi phía trước sẽ là những địa danh lịch sử nổi tiếng như cầu Trà An, hang Tám Cô. Đường đi suốt quê hương, có một con đường đi qua thời đại, con đường kiên cường, con đường Trường Sơn. Nhớ lúc bom rơi đoàn xe vượt lửa, nhớ những đêm trắng rừng.